Mình cảm thấy sự kiện AV Show năm nay tổ chức như thế nào anh? AV Show năm nay thì mình thấy là có nhiều gian hàng hơn. Có nhiều gian hàng đi nguyên một ngày vẫn chưa thấy chán. So với năm ngoái thì mình chỉ đi một buổi thôi. Thấy quy mô năm nay cũng khá là lớn. Và phải nói sao là đồ thì rất là nhiều. Thử thì phải nói là phải lên tới mai luôn á. Show năm nay thấy là nó trang bị nhiều cái có nhiều cái sản phẩm mới đó, với cái chất lượng âm thanh nó rất là cao, đáp ứng về cái nhu cầu về cái high tech bây giờ. Từ âm thanh nghe từ tiếng bass, tiếng chép á, nghe nó rất là hàng ngàn tiến bộ, nghe những âm thanh nó rất là thật. Sự kiện hôm nay thì thấy là nó khá lớn, đặc có đầu tư, với lại cái dẹp cái lầu 3, lầu 4 thì nó có những cái quầy thức ăn cho người ta ăn nữa. Nó cũng nhiều đồ hơn là đợt trước. Đồ về loa, còn đợt trước thì nhiều về tai nghe. Năm nay sự kiện triển lãm năm nay có nhiều mặt hàng mới hơn. Tai nghe rồi loa là có rất nhiều mặt hàng mới. AV Show năm nay tổ chức đông hơn, nhiều gian hàng hơn và được trưng bày ấn tượng hơn. Các gian hàng trưng bày có chiều sâu hơn và tạo nên được một cái thế mạnh của mình. Vậy thì đã đến với gian hàng của Sông Vũ bên em thì anh có ấn tượng nhất với sản phẩm nào? Mình ấn tượng nhất với tai nghe của Meze Audio, cái tai nghe từ phẳng Lana. Đang ấn tượng với con Kain IP04 thì cảm thấy nó khá là tốt so với tầm giá. Ở đây thì mình ấn tượng với con là Hino. Aureolus nữa. Những sản phẩm thì cái nào thấy cũng thích, nhưng mà có cái mà những cái âm thanh á, chi phí nó những cái nó cao, giá nó cao quá. Mình ấn tượng với lại con Meze Impedance với lại con 64 Audio Nord. Sản phẩm audio 64 bọt tenoi. Vậy thì ngoài ra thì anh có thấy hứng thú với gian hàng của đơn vị nào ạ? Gian hàng này thường mình ghé bên Cord Audio, SV House với lại Xuân Vũ là hai chỗ mà mình ngồi lâu nhất. Tại vì tôi là dân chơi mấy cái dòng nhạc tiếng phòng, cho nên là cũng luôn luôn bị ấn tượng bởi những cái âm thanh tiếng phòng nhiều hơn. Năm nay thật sự ấn tượng là với Thi Văn. Thi Văn đã tạo lên một cái dòng sản phẩm, và Thi Văn giới thiệu cái dòng sản phẩm xuất khẩu và dòng sản phẩm dùng cho nội địa. Tuy nhiên cái gian hàng của Thi Văn năm nay được kết hợp với những cái phụ kiện hoặc là những cái vấn đề phụ như là thẩm mỹ hay là trưng bày thì ấn tượng hơn. Thì mình thích bên gian hàng của anh Di Audio. Mình thử loa của Calip. Vậy thì nếu mà AV Show lần tiếp theo tổ chức thì anh có tiếp tục tham gia không ạ? Chắc chắn có, năm nào mình cũng đi hết. Đương nhiên, với những người mà mê âm thanh á, thì những cái dịp như vậy là một cơ hội rất là lớn để mình nhìn bằng mắt, rồi được nghe những âm thanh mà luôn luôn có sự cải tiến của những hãng mà kỹ thuật lớn. Có chứ, lần nào mình cũng đi mà. Chắc chắn là mình sẽ tham gia rồi. Cái điều đó thì tất nhiên rồi. Mình rất là mê audio, mình sẽ tham gia.